Tối qua tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hương Tam Hải An Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 31 năm. Dự gặp mặt có Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, đại diện Hội đồng Hương tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Hương Núi Thành và các xã phía Nam, lãnh đạo xã Tam Hải cùng hơn 400 bà con về tham dự. Hội đồng Hương xã đảo Tam Hải An Hòa được thành lập từ năm 1993 trên cơ sở hợp nhất bà con ba xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải, cũng là tiền thân của Hội đồng Hương Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cuối năm 2000, Hội đồng Hương xã đảo Tam Hải được tách riêng và hoạt động độc lập. Đầu tiên là Hội đồng Hương Tam Hải An Hòa gồm có ba xã Nguyễn Chỉ, An Hòa, Nguyễn Chỉ, Xuân Quang là ba xã lớn ở cái Tam Hải. Tôi là một trong những người sáng lập cái Hội đồng Hương Tam Hải. 30 năm rồi, nhưng bà con rất là gắn bó, rất là thương yêu nhau, đoàn kết với nhau. Mỗi năm về đây để mà dự cái ngày họp mặt, năm nào cũng vậy. Bà con rất đông đủ, khoảng tầm 3 đến 400 người. Anh em trong ban liên lạc Hội đồng Hương lúc nào cũng muốn có tiền đóng góp được bà con để đưa về cho quê nhà mình, lúc nào không còn những cái mảnh đời mà khó khăn và những hoàn cảnh nhà cửa dột nát. Cũng như tâm nguyện của bao Hội đồng Hương khác, việc gắn kết những đồng bào xa quê làm ăn, học tập và lập nghiệp trên đất khách nhằm giữ tinh thần cội nguồn, hướng về quê cha đất mẹ, từ đó có những hoạt động chung sức hướng đến công tác an sinh xã hội như chăm lo cho bà con khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật, khuyến tài, khuyến học đến các em học sinh sinh viên, xây dựng các công trình phúc lợi và giúp nhau làm giàu chân chính. Thì đây là một dịp để mà lãnh đạo địa phương đến thăm cùng với bà con, các gia đình có công, các gia đình liệt sĩ cũng như là các hoàn cảnh bà con mình làm ăn cũng như các em học sinh sinh viên. Trong cái điều kiện hiện nay thì đối với Hội đồng Hương của xã đảo Tam Hải là bà con luôn luôn duy trì cái truyền thống đoàn kết, phát huy cái truyền thống của quê hương, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt, trong công tác và trong học tập. Và cũng mong cái truyền thống này luôn luôn được bà con giữ gìn và phát huy qua các thế hệ sau này. Ủy ban nhân huyện Núi Thành cũng như các đoàn thể mặt trận Núi Thành rất là ghi nhận và mong rằng trong thời gian tới, cái sự gặp mặt này, sự tổ chức này tiếp tục được phát huy và càng ngày càng sâu sắc hơn, càng gắn bó hơn. Sau 3 thập kỷ hình thành và phát triển với nhiều kết quả tích cực, buổi gặp mặt đồng hương đã tri ân những người đã đặt nền móng đầu tiên từ ngày thành lập hội và ra mắt ban chấp hành mới với 10 thành viên. Ông Đặng Cẩm Hùng được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Hương xã đảo Tam Hải thay cho ông Nguyễn Đức Học. Buổi gặp mặt đã tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của các cá nhân và tập thể trong công tác đồng hương và góp sức gây quỹ hội lớn mạnh, thiết thực. Xin trân trọng giới thiệu.